Xin chào tất cả các bạn nhé. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình airdrop ấn chia tổng giải thưởng là 100.000 đô token NFT đến từ dự án Radex này bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên, bạn follow Twitter này. Follow dán này nè. Sau đó thì các bạn like và retweet tăng 3 người bạn mình vào nè. Like nè. Trích dẫn với tweet nè các bạn. Các bạn gõ cộng nè. Đi tiếp dưới username luôn đi các bạn. Cờ ra. Và các bạn. Thôi các bạn tăng 3 người bạn mình vào được các bạn. Rồi các bạn đăng test nè. Nhiệm vụ khá đơn giản các bạn. Sau đó thì các bạn join vào Discord nữa nè. Và điền địa chỉ BNB address mình vào. Bạn nhấp vào Discord nha bạn. Trên Discord của dự án thì bạn chấp nhận là mờ nè. Đây là dự án có làm về game NFT các bạn. Trên Discord thì bạn nhấp xuống nè bạn. Thì bạn để ý đâu có hai mục nè bạn. Cái mục BC address thì bạn nhấp vào mục BC address nha bạn. Rồi sau đó các bạn dán địa chỉ của mình vào người ta các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain trên chocolate của mình nè. Rồi các bạn trở về đây nè. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn bấm enter nha các bạn. Rồi. Sau đó thì các bạn nhấp vào một retweet link nè các bạn. Và các bạn. Rồi sau đó thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả bạn ra nè. Các bạn nhập vào avatar của mình nè, bạn nhập vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè. Đang sao chép liên kết nè. Rồi các bạn gỡ vào cái link tweet này nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản lắm các bạn. Đâu rồi. Mình dán vô đây nha các bạn. Rồi. Các bạn bấm enter nha các bạn. Rồi. Vậy là xong nha các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 100.000 USDT top. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.